Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người thêm một công thức làm chả lụa với hương vị mới lạ và hướng dẫn chi tiết cách làm chả lụa để ai yêu thích món chả lụa này có thể làm thành công tại nhà ngay lần đầu tiên. Trước khi bắt tay vào làm, nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký cho kênh của Kyukado CP, nhấn like hoặc share để tiện theo dõi nhiều clip hay hấp dẫn khác nữa. Bây giờ thì xin mời vào xem và cùng làm nha. Để làm món chả lụa hôm nay, nguyên liệu đầu tiên của mình là thịt heo. Mình mua thịt heo xay sẵn, một khay này là nửa ký. Nguyên liệu tiếp theo là nước lạnh, mình có 2 muỗng canh nước lạnh, 1 muỗng canh nước mắm, muỗng canh là muỗng 15ml, cái muỗng này nè mọi người. Mình nhắc lại nha, 2 muỗng canh nước, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh dầu ăn. Thêm một nguyên liệu không thể thiếu đó là bột nở. Mình sử dụng cái bột nở này, baking powder là bột nở. Ngoài bột nở ra, mình cần thêm một ít bột nữa là bột bắp, bột năng hoặc là bột khoai tây. Thường thì mình sẽ sử dụng bột khoai tây. Đây là bột khoai tây, Katakuriko là bột khoai tây. Mình cho nước, nước mắm, dầu ăn vào một cái chén. Thêm vào đây nửa muỗng cà phê bột nở và một muỗng canh bột khoai tây. Nếu không có cái muỗng giống như của mình thì mọi người có thể sử dụng cái muỗng ăn cơm nha. Thêm một muỗng canh đường và một ít tiêu xay. Quậy đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Sau đó chuẩn bị một cái bịch, mình cho hết thịt vào đây. Rồi mình cho hết hỗn hợp nước khi nãy vào đây. Rồi túm miệng bịch lại, nhồi bớt cho đến khi nào hỗn hợp nước và thịt hòa tan vào nhau. Mình nhồi cũng được 1 phút thì cái thịt nó đã hòa tan ra như vậy nè. Thịt đã hòa tan như vậy là được rồi nè. Mình dàn bịch cho nó mỏng ra. Sau khi đã dàn mỏng ra rồi, mình cho vào ngăn đá tủ lạnh để khoảng 2 đến 3 tiếng cho thịt nó đông cứng lại. Sau 3 tiếng để trong tủ lạnh thì thịt của mình nó đã đông cứng lại như vậy rồi nè. Mình lấy ra rồi cắt ra thành từng cục nhỏ. Điều cần chú ý ở đây là cái thịt của mình nó phải đông cứng lại như vậy ha. Nếu thịt vẫn còn mềm, không đủ độ cứng, không đủ độ lạnh thì cái chả của mình nó sẽ không có được dai. Nên là phải để cho thịt đông cứng lại, cho thịt nhỏ ra. Hôm nay mình sẽ đánh bằng máy nha. Hôm nay mình sẽ dùng máy để quết thịt. Đây là cái cần để làm chả quết thịt. Ban đầu mình sẽ đánh ở mức thứ hai trong vòng khoảng 5 phút. Sau 5 phút mình sẽ tăng tốc độ lên ở mức thứ 4 và đánh thêm 5 phút nữa. Sau 10 phút thì cái thịt của mình nó đã mềm dẻo ra như vậy nè. Như vậy nó vẫn chưa có đạt như mong muốn cho nên là mình sẽ đánh thêm 5 phút nữa. Như vậy là sau khi đánh được 15 phút thì cái thịt của mình nó đã đạt được như ý muốn rồi. Cái thịt bây giờ nó đã mịn như ý muốn rồi, như vậy là được rồi ha. Nó phải mịn, dẻo và đặc biệt là phải còn lạnh mới được nha. Món chả của mình hôm nay đặc biệt nhờ vào hương vị của lá lốt. Hôm nay mình sẽ dùng lá lốt để gói chả nha. Nhà mình trồng có 2 chậu lá lốt này thôi, mà cứ 2 tuần là có để ăn, 2 tuần là có để ăn. Thả
thái một ít vào, rửa sạch, lau khô, rồi gói chả. Vì không có lá chuối nên mình sử dụng giấy nến để gói. Xếp một lớp lá lốt lên đây. Rồi gói lại cho kín và không có gói chặt nha, vì là chả nó còn nở ra nữa cho nên là mình không có gói chặt lại. Sau đó mình quấn thêm một lớp giấy bạc ở bên ngoài nữa thì không cần phải cột dây. Bắt nồi lên bếp cho chả vào hấp. Mình sẽ hấp từ khoảng 40 đến 50 phút. Tùy theo lượng thịt mà mình sẽ hấp nhanh hơn hoặc là chậm hơn một tí nha. Sau khi hấp được 50 phút thì chả nở ra to như vậy nè. Chờ cho chả nguội tí rồi mình mở ra cho mọi người xem. Wow, thơm phức mùi lá lốt luôn. Cắt ra mà nghe có cảm giác chả nó dai giòn sực, ngon lắm luôn á. Đây, cả nhà mình nhìn nè. Đó, bề mặt cắt của nó nè. Nó mịn như vậy là chả dai lắm luôn đó. Để mình cắt ra từng lát cho cả nhà xem nha. Wow, cái vết dao nó đi tới đâu là nghe nó giòn sừng sực tới đó. Ngon lắm luôn á cả nhà ơi. Như vậy là món chả lụa gói lá lốt của mình đã thành công rồi. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì nhớ cho mình một like hoặc share. Và nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký cho kênh của Kiều Cà Đồ CP, để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Nếu có gì thắc mắc hay có cách làm khác hay hơn, hãy chia sẻ với mình dưới comment. Mình sẽ rất vui được học hỏi thêm và rất là biết ơn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigomade mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.